trợ lý câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh làm trợ lý cho huấn luyện viên Jürgen Klinsmann ở đội tuyển Hàn Quốc. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA đã bổ nhiệm anh Jae-myeo Jang, người từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Chung Ha-seong ở câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, làm trợ lý cho huấn luyện viên Jürgen Klinsmann tại đội tuyển Hàn Quốc. KFA đã chính thức bổ nhiệm cựu danh thủ người Đức Jürgen Klinsmann vào vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc thay cho huấn luyện viên Paulo Bento, người Bồ Đào Nha, đã từ chức sau thất bại của tuyển Hàn Quốc trước Brazil ở vòng 1/8 của World Cup 2022 vừa diễn ra ở Qatar hồi năm ngoái. Hợp đồng của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann với đội tuyển Hàn Quốc sẽ kéo dài đến World Cup 2026. Sau khi có huấn luyện viên trưởng mới cho tuyển Hàn Quốc, KFA cũng đã bổ nhiệm anh Jae-myeo Jang làm trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Jürgen Klinsmann, cũng như hỗ trợ cho cựu danh thủ người Đức này hiểu thêm về bóng đá và con người Hàn Quốc. Cần nói thêm, Jae-myeo Jang từng làm trợ lý cho huấn luyện viên Chung Ha-seong khi ông có thời gian làm huấn luyện viên trưởng cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Jae-myeo Jang là người Hàn Quốc từng có thời gian học tập tại Việt Nam. Anh nói tiếng Việt rất giỏi và có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh trước đây như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường, Hoàng Thịnh, Ngọc Đức. Anh cũng đã hỗ trợ cho rất nhiều tuyển thủ Việt Nam khi sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Trò chuyện cùng người viết, Jae-myeo Jang cho biết, bản thân tôi cũng rất vui và bất ngờ khi được KFA chọn làm trợ lý ngôn ngữ cho huấn luyện viên Jürgen Klinsmann và giúp ông hiểu thêm về bóng đá Hàn Quốc. Hôm nay, tôi đã có ngày làm việc đầu tiên cùng huấn luyện viên Klinsmann khi tuyển Hàn Quốc tập trung. Cũng khá lâu rồi tôi không quay lại Việt Nam kể từ khi huấn luyện viên Chung Ha-seong chia tay câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh từ cuối mùa giải 2020. Tôi hy vọng sẽ có dịp quay lại và thật sự mong muốn tuyển Việt Nam và Hàn Quốc sẽ có cuộc đối đầu nhau ở vòng loại World Cup 2026 hoặc ASEAN Cup.